Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, lãnh đạo công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã triệu tập những đối tượng tấn công nam tài xế lái taxi trên địa bàn phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn. Vào ngày 2 tháng 10, cơ quan công an cũng đã làm việc với bệnh viện để xác định thương tích của nạn nhân. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại nội dung vụ việc một nhóm người tấn công tài xế xe taxi. Theo nội dung được ghi lại trong clip, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 10 phút ngày 2 tháng 10. Trong lúc xe ô tô biển kiểm soát 99A vượt xe ô tô khác mang biển kiểm soát 30K 59958 đang dừng đỗ bên đường, thì đúng lúc chiếc xe này tiếp tục lưu thông nên gây ách tắc giao thông. Lúc này, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại trước khi xe 99A lùi lại cho xe kia tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, khi xe 30K 59958 về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người thân đã chặn đường, lao vào tấn công tài xế điều khiển xe phía sau. Sau khi bị tấn công, nạn nhân đã nhập viện điều trị, nên trước mắt cơ quan công an tiến hành làm việc với đại diện gia đình. Người nhà nạn nhân cho biết, nam tài xế làm việc với hãng taxi sao mai Bắc Ninh. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này đang trên đường vận chuyển khách từ Bắc Ninh đến Hà Nội. liên quan đến vụ hai thiếu nữ ở Tiền Giang bị sờn tóc vì không chịu làm đám cưới. Ngày 4 tháng 10, cô ruột là bà BTDH đã lên tiếng thừa nhận việc sờn tóc hai cháu gái là do tức giận và bị thách thức. Tuy nhiên, người này bác bỏ thông tin ép em gái làm đám cưới thay chị. Bà Hát thừa nhận việc dùng kéo sờn tóc hai cháu gái là BTMG sinh năm 2006 và BTMT sinh năm 2008 cùng là chị em ruột, ngụ tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bà hát nhận sai về việc làm đã gây ra nhưng khẳng định không có việc sườn tóc cháu gái do không chịu làm đám cưới thay chị sau khi xảy ra sự việc cô dâu bỏ trốn về nguyên nhân bà hát thừa nhận việc sườn tóc T là do cháu gái ham chơi còn D là do bà bực tức và bị người khác thách thức về phía gia đình chú rể bà l t sinh năm 1977 ngụ tại quận thôn nốt thành phố cần thơ là mẹ của chú rể l q t sinh năm 1998 ngụ tại quận thôn nốt thành phố cần thơ cũng khẳng định không có chuyện cưới vợ cho con rồi đem bán sang Campuchia hoặc Hàn Quốc. Theo bà, gia đình có mối quan hệ với bà BTJH là cô ruột của dê. Hồi tháng 8 vừa qua, bà còn nói với bà H. rằng có người con trai đang đi làm bên Hàn Quốc và trao đổi trò chuyện. Qua sự giới thiệu của cô ruột, bà LTH có trao đổi qua mạng với dê để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Dê từ tiền giang sang nhà cô ruột ở thôn nốt và sang nhà bà LTH chơi. Thời gian này, Dê và l LQT, con trai bà LTH, có tìm hiểu nhau. Ban đầu, Dây đồng ý làm đám cưới, gia đình bà LTH đã mua sắm, chuẩn bị việc đám cưới. Ngày mùng 10 tháng 9, chú rể LQT qua nhà gái làm lễ và dự kiến ngày 11 tháng 9, phía nhà trai sẽ đại khách. Đến chiều cùng ngày, cô dâu bất ngờ bỏ nhà đi. Gia đình chú rể dự tính sau tiệc tại nhà cô dâu tại Tiền Giang, hôm sau là đến tiệc nhà trai tại Cần Thơ. Theo dự kiến, nhà trai đãi 15 bàn, trong đó 5 bàn đãi phía nhà gái. Tuy nhiên, cô dâu không có mặt, phía gia đình chú rể đã xin lỗi quan khách. Sau sự việc, gia đình chú rể có trao đổi, cô dâu là dê không muốn làm đám cưới nữa. Phía gia đình chú rể giải bày, người thân rất buồn và cũng không có liên hệ với cô dâu. Chú rể LQT thông tin trong khoảng thời gian tìm hiểu có dẫn dê đi chơi, mua sắm. Gia đình cũng bất xúc, khẳng định không có việc tổ chức đám cưới rồi đưa cô dâu bán ra nước ngoài. Công an quận Thôn Nốt, thành phố Cần Thơ cũng đã mời làm việc đối với gia đình chú rể để làm rõ sự việc xảy ra. Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã mời làm việc đối với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Theo công an huyện Cái Bè, thông tin trên mạng xã hội về việc lợi dụng hôn nhân để bán người ra nước ngoài là hoàn toàn sai sự thật. Thông tin một chiều làm hoang mang dư luận. Cơ quan công an sẽ tiến hành mời làm việc, yêu cầu xóa, gỡ bài viết và xử lý theo quy định pháp luật. Những ngày qua, trên mạng xã hội phát tán clip với nội dung hai thiếu nữ bị người cô ruột ép lấy chồng, không nghe lời, bị cắt tóc tác động giữa đường, thu hút rất nhiều bình luận và gây tranh cãi. Bà LTH là mẹ của T chú rể cũng có tờ tường trình gửi đến công an xã Hòa Hưng đối với đoạn clip dài 20 phút được chia sẻ trên mạng xã hội. Bà Hát nói rằng clip nói trên có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình và đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Ngày 5 tháng 10, trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng về hành vi mang hung khí đi ẩu đả gây náo loạn ở khu vực thị trấn Lao Bảo. Trước đó vào chiều 21 tháng 9, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, xuất hiện hai nhóm đối tượng có hung khí sâu sát, ẩu đả Nhận được thông tin, Công an thị trấn Lao Bảo đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa tiến hành xăng minh. Căn cứ nội dung tài liệu thu thập được, xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó vào tối ngày 20 tháng 9, tại quán karaoke TV ở khóm Vinh Đông, thị trấn Lao Bảo, đã xảy ra mâu thuẫn giữa NTHT với HTN, nhân viên quán karaoke. Xuất phát từ mâu thuẫn trên, vào hôm sau, hai nhóm đối tượng là nam giới cầm hung khí, rượt đuổi tấn công. Vụ việc khiến đối tượng Đỗ Thiên Vũ, sinh năm 1990, trú tại thôn Yên Thuận, xã Tân Long, huyện Hương Hóa, và Tạ Văn Thắng, sinh năm 1977, trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo bị thương tích. Hiện công an huyện Hương Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Thức, sinh năm 1988 và Trần Văn Thông, sinh năm 1978, cùng trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo. Đỗ Thiên Vũ, Tạ Văn Thắng về tội gây dối trật tự công cộng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Hóa đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 4 tháng 10, phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan khẳng định vẫn đứng ra chịu trách nhiệm khắc phục cho các trái chủ. Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà Viện Kiểm sát truy tố đối với bị cáo là hành vi xuyên suốt từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022. Thực chất các hành vi này thuộc một vụ án nhưng được tách thành hai giai đoạn. Theo luật sư Hoài, tội danh rửa tiền bị khởi tố trước tội danh tham ô tài sản trong khi hành vi rửa tiền lại xuất phát từ tội phạm nguồn là hành vi tham ô tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới luật sư hoài cho biết các giao dịch thanh toán quốc tế đều được thực hiện thông qua các giao dịch thanh toán điện tử của ngân hàng scb và có báo cáo cục phòng chống rửa tiền và các cơ quan chức năng và không có bất cứ kết luận nào về việc các giao dịch này thuộc trường hợp giao dịch đáng ngờ trái pháp luật luật sư hoài đề nghị hội đồng xét xử xem xét loại trừ số tiền do năm pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần của ngân hàng scb và nguồn tiền mua cổ phần của ba pháp nhân nước ngoài tại công ty việt vĩnh phú mua cổ phần tại scb theo đó, tổng số tiền mà 8 pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần là 180 triệu đô la Mỹ, tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng mức án trung thân mà viện kiểm sát đề nghị là quá khắt khe đối với mình. Tuy nhiên, bà Lan khẳng định vẫn đứng ra khắc phục cho trái chủ. Bà Lan nói: "Đừng lo tôi trở mặt, tôi hứa là sẽ làm, tôi vẫn khắc phục thiệt hại cho các trái chủ." Bị cáo Lan cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho cháu gái Trương Huệ Vân và em dâu Ngô Thành Nhã. Theo bà Lan, vào thời điểm dịch COVID-19, Trường Huệ Vân đã có nhiều đóng góp xây bệnh viện giã chiến, còn Nhã có nhiều đóng góp trong việc làm từ thiện, xây bệnh viện. Vì vậy, bà Lan mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc khi lượng hình đối với cháu và em dâu mình đồng thời bị cáo lan cũng xin hội đồng xét xử xem xét bỏ tội danh rửa tiền của chồng là ông chu lập cơ bà lan cho hay chồng tôi không liên quan tới ngân hàng scb không biết gì về việc phát hành trái phiếu các anh em chồng của tôi là giáo sư thẩm phán chỉ có anh ấy sang việt nam gặp tôi và phải đi tù mất danh tiếng cả gia tộc anh ấy ở tù gần 2 năm qua khổ cực tinh thần không bình tĩnh điều khiển phương tiện đi vào đường cấm bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Một tài xế ô tô công nghệ đã bỏ chạy khiến cảnh sát giao thông phải lái mô tô đặc trùng truy đuổi nhiều km trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 10, đội cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý hành chính đối với tài xế LVT về các lỗi vi phạm gồm điều khiển ô tô đi vào đường cấm và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. LVT là, là tài xế lái ô tô mà cảnh sát giao thông phải điều khiển mô tô truy đuổi nhiều km từ thành phố Thủ Đức đến quận Bình Thạch, xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 10. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát giao thông đã chặn được xe, đưa phương tiện và mời tài xế về đội cảnh sát giao thông cát lái để lập biên bản, xử lý. Đến nay đã làm rõ, chiều mùng 3 tháng 10, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Cát Lái làm nhiệm vụ tại giao lộ Mai Chí Thọ, Lương Định Của, thuộc thành phố Thủ Đức thì phát hiện ô tô biển số 67H033 do tài xế LVT điều khiển đi vào đường cấm gây cản trở giao thông. Lúc này cảnh sát giao thông ra hiệu dừng phương tiện để xử lý hành chính theo quy định. Tài xế LVT không chấp hành hiệu lệnh và phóng xe tốc độ để trốn tránh việc xử phạt. Xác định phương tiện có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Một cán bộ của đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã lái mô tô đặc trùng truy đuổi theo và đồng thời liên lạc báo cáo đơn vị. Tài xế LVT điều khiển xe lúc thì vào làn đường hỗn hợp, lúc lưu thông đường dành cho ô tô và lạng lách. Cảnh sát giao thông đã truy đuổi theo ô tô qua nhiều tuyến đường từ thành phố Thủ Đức qua quận Bình Thạch như Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng, quận Bình Thạch, cảnh sát giao thông đã chặn được phương tiện. Khi bị đưa về đội cảnh sát giao thông cát lái làm việc, tài xế LVT thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh thì xác định tài xế T âm tính với chất kích thích và không vi phạm nồng độ cồn. Đội cảnh sát giao thông cát lái đã lập biên bản với tài xế LVT về hai lỗi vi phạm như nói trên. Tối ngày 4 tháng 10, một ngọn lửa gặp gió đã bất ngờ bùng phát cháy lớn trong đêm tại khu vực đồi cây ngay giữa trung tâm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Vụ hỏa hoạn xảy ra quá nhanh và lan rộng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngày 5 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Trung, thành phố Hà Long, Quảng Ninh cho biết, đám cháy được phát hiện trên khu vực đồi cây thuộc phường Hà Trung và phường Hồng Hà. Cụ thể, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực đồi phường Hồng Hà, cột khói cao hàng chục mét, do gặp gió kèm thời tiết hanh khô ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội rồi lan sang khu vực đồi thông phường hà trung nhận được tin báo hàng trăm người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quân đội đã tới hiện trường để dập lửa đồng thời thông báo cho những hộ dân sống dưới chân đồi di chuyển ra khu vực an toàn do địa hình đường bị che lấp bởi cây rổ việc tiếp cận khu vực cháy rất khó khăn Lực lượng chức năng phải dùng nhiều biện pháp mới phần nào khống chế được ngọn lửa, đến khoảng 1 giờ 30 phút cuộc ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng sau đó tiếp tục phun nước để tránh bùng phát cháy trở lại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Trung thông tin thêm, các lực lượng chức năng vẫn đang ứng trực ở khu vực xảy ra cháy để đề phòng trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra còn mức độ thiệt hại hiện chưa thống kê được. Thời gian qua, bão lũ đã lấy đi người thân, cuộc cải của rất nhiều người, đặc biệt phải kể đến anh Hoàng Văn Thới, bởi anh đã mất đi ba đứa con nhỏ trong trận lũ quét ở làng nổ. Mặc dù chịu nhiều mất mát, đau thương, nhưng anh Thới vẫn quan tâm, chia sẻ đến với các học sinh đang học tập tại điểm trường mầm non, làng nổ. Được biết, đây là ngôi trường còn anh Thới đã từng theo học. Sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn làng nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, anh Thới đã mất đi 5 người thân, trong đó có ba con nhỏ chị Hoàng Thị Hoa, giáo viên điểm trường mầm non làng nụ cho biết. Chiều ngày 3 tháng 10, anh Thới đã trực tiếp đến điểm trường để trao quà, động viên 34 học sinh tại đây. Theo chị Hoa, tại điểm trường có 4 giáo viên, ai cũng xúc động và rơi nước mắt với hành động của anh Thới. Mặc dù anh phải chịu nhiều đau thương, nhưng cơn lũ qua đi, anh vẫn quan tâm, động viên các học sinh. Đây là những học sinh đã học cùng con anh Thới trước khi cơn lũ quét kinh hoàng ập đến. Chị Hoa cho biết các giáo viên đều nghẹn ngào khi anh Thới nhắn nhủ tới các con rằng hãy học thay phần con mình. Anh Hoàng Văn Thới cho biết, phần quà là do một nhà hảo tâm nhờ anh gửi tới các học sinh tại điểm trường. Đây là những cháu đã học cùng con anh trước đây và anh coi các cháu học sinh như con của mình. Phần quà nhỏ để động viên các cháu trong ngoan học tập sau khi cơn lũ quét đi qua. Anh Thới cho biết thêm, sau khi khu nhà tạm cư hoàn thành, anh đã dọn về đây ở. Những ngày đầu sau khi mất cả 5 người thân trong gia đình, anh đã rất tuyệt vọng, buồn bã. Anh Thới chia sẻ rằng, được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, tâm trạng của anh hiện giờ đã tốt hơn và anh cũng đang định hướng về cuộc sống mới trong thời gian tiếp theo. Ông Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Khánh cho biết, sáng ngày 4 tháng 10, anh Thới có đến gặp ban giám hiệu nhà trường để đề đạt nguyện vọng sẽ tặng quà cho 13 em lớp 2C nơi con anh từng theo học. Tuy nhiên, vì cuộc sống anh Thới còn nhiều việc phải lo, khắc phục khó khăn và tái thiết lại cuộc sống, nên ông Vinh cảm ơn và nhận tấm lòng của anh còn phần quà gửi tới các cháu học sinh, nhà trường đã xin phép anh Thới không nhận. Ông Vinh cho biết, tập thể giáo viên nhà trường rất thương anh Thới, cũng như bà con nhân dân thu làng nủ. Khi phân tích và xin phép từ chối phần quà gửi tới các em học sinh, anh Thới cũng vui vẻ với quyết định trên của nhà trường. Liên quan đến vụ việc hổ báo chết hàng loạt tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, mới đây, cơ quan chức năng vừa yêu cầu tiêm phòng cúm toàn bộ gia cầm tại đây, đồng thời tiếp tục truy xuất nguồn gốc thức ăn cho hổ báo, tìm nguyên nhân các cá thể này chết hàng loạt. Cụ thể, theo báo cáo của khu du lịch sinh thái vườn xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện nay, động vật hoang dã ở khu du lịch đang có 68 loài với 748 cá thể. Các cá thể này đều có đủ hồ sơ nguồn gốc nhập khẩu, sinh sản tại vườn thú và trao đổi chuyển giao. Trong đó, có 22 cá thể hổ còn sống và một cá thể báo nhiều loài động vật khác mẫn cảm với bệnh cúm da cầm A H5N1 gồm gà lô trắng 36 con, công Việt Nam 27 con, công Ấn Độ 15 con, vẹt 15 con, hồng hạc 18 con, gà lôi hông tía 1 con, vịt uyên ương 30 con, chị bảy màu 38 con, chị vàng 23 con, chị xanh 15 con và chị đỏ 24 con. Hiện tại, ở khu du lịch còn có khu nuôi 304 con gà, cách khu vực nuôi hổ khoảng 20 mét. Ngoài ra, khu vực này còn nuôi chim bồ câu thả bay tự do và rất nhiều loài chim hoang dã cũng về đây sinh sống. Trước mắt, vụ việc 20 con hổ, một con báo tại khu du lịch chết do nhiễm cúm AH5N1. Đến nay vẫn chưa xác định rõ nguồn lây là từ thịt gà làm thực phẩm cho thú hay từ các loại da cầm, chim trời. Để tìm ra nguồn lây, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc thức ăn, lấy mẫu giám sát cúm AH5N1 đối với các vật nuôi xung quanh ổ dịch, nhất là với các loài gia cầm. Tri Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cũng đã lấy thêm 5 mẫu hổ và một mẫu báo gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm xác minh cúm AH5N1 có lây đa loại hay không. Tổng số 20 con hổ và một con báo với trọng lượng hơn 1,6 tấn đã bị tiêu hủy bằng đốt, trôn rấp nhằm hạn chế dịch cúm AH5N1 lây lan sang các loài khác. Tri Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu khu du lịch vườn xoài tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với các cá thể báo và hổ còn lại trong đàn tổ chức nuôi cách ly các con bệnh, đồng thời báo cáo ngay cho tri cục kiểm lâm và cơ quan thú y địa phương khi phát hiện trường hợp động vật hoang dã mắc bệnh, nghi mắc bệnh chết. Tiếp tục phối hợp lấy mẫu xác định nguyên nhân. Các cơ quan chức năng yêu cầu khu du lịch phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục hàng ngày, không nhập xuất động vật ra vào toàn bộ khu vực nuôi có hổ và báo bệnh chết, hạn chế cho người tiếp xúc với động vật tại đơn vị trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Người chăm sóc động vật phải được trang bị đầy đủ bảo hộ, đảm bảo không bị lây nhiễm dịch bệnh khu du lịch tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát các đối tượng nghi nhiễm, tổ chức tiêm phòng cúm da cầm cho động vật mẫn cảm. Yêu cầu lấy mẫu giám sát lưu hành virus cúm da cầm AH5N1 trên tất cả các đối tượng mẫn cảm da cầm tại khu du lịch. Tiêm phòng vaccine phòng bệnh cúm da cầm AH5N1 cho toàn bộ các loài da cầm tại khu du lịch và tiếp tục truy xuất nguồn gốc gà sử dụng cho thú ăn. Liên quan đến vụ việc trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, xã Ea Tu, quên mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tiến hành thanh tra làm rõ để xử lý theo quy định. Theo báo cáo của trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, nhận thông tin phụ huynh phản ánh về việc học sinh đã đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng không có tên trong danh sách đã đóng bảo hiểm. Nhà trường đã kiểm tra hồ sơ thu nộp bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024. Kết quả cho thấy có tới một nửa số học sinh, 134 trên 278 em đã đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng nhà trường chưa nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, dẫn đến việc các em không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Nguyên nhân là do bà Lê Thị Thanh Huế, nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, quên nộp số tiền này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Để khắc phục hậu quả, trước mắt, nhà trường yêu cầu bà Lê Thị Thanh Huế xin lỗi phụ huynh học sinh và hoàn trả lại số tiền phụ huynh đã đóng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023. Đồng thời, bà Huế phải bồi thường toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo quy định cho những học sinh đã phải tự chi trả trong thời gian bảo hiểm y tế không có giá trị do nguyên nhân chưa nộp tiền cho phía bảo hiểm. Tập thể lãnh đạo trường tiểu học Mạc Thị Bưởi cũng đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động của nhà trường. Trước sự việc này, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo thanh tra thành phố tiến hành làm rõ để xử lý theo quy định. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của học sinh do không được đóng bảo hiểm liên tục trong 5 năm mà còn ảnh hưởng không tốt đến uy tín của ngành giáo dục địa phương. Chiều ngày 4 tháng 10, trong khi tự bào chữa, Trung Mỹ Lan đã cam kết chịu trách nhiệm cho 33 bị cáo đồng phạm vì họ chỉ làm công ăn lương. Ngoài ra, bà Lan cũng đề nghị không gọi tên vụ án là Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan cho biết, bản thân bà và gia tộc đã dùng tất cả tài sản mồ hôi, nước mắt để khắc phục hậu quả. Bà Lan đứng ra chịu trách nhiệm cho 33 bị cáo đồng phạm vì họ là người làm công ăn lương cho bà. Đồng thời, bà Lan xin tòa xem xét cho chồng vì chồng bà chỉ xây khách sạn, nhà hàng, không liên quan gì đến SCB. Khi ông bị bắt thì Hồng Kông đã phát mãi tòa nhà của ông Cơ. Bà Lan cũng cho rằng trong dịch Covid-19, ông Chu Lập Cơ đã phải đi ngoại giao mua 2,5 triệu liều vaccine để cứu người dân. Bà Lan không nói, xin hội đồng xét xử xem xét bỏ tội rửa tiền cho chồng bị cáo. Có 33 tỷ đã nộp rồi, đó là tiền sử dụng từ thẻ tín dụng thôi. Nhà anh ấy toàn là giáo sư, thẩm phán, luật sư, chỉ riêng anh ấy sang Việt Nam gặp bị cáo làm kinh doanh, danh tiếng cả gia tộc mất hết. Bên cạnh đó, bà Lan cũng xin cho các bị cáo khác trong vụ án vì họ đã bị tuyên án quá nặng trong giai đoạn 1. Thêm 8, 9 năm nữa là họ đã mất hết cả cuộc đời rồi. Bà Lan trình bày, rất nhiều người phát hành trái phiếu nhưng có bị như thế này đâu. Bị cáo không sử dụng tiền mà sao cho bị cáo mức án trung thân. Cuộc đời của bị cáo đã làm rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ kể công. Bị cáo không oán trách ai cả, bị cáo nghĩ đây là tai nạn trong tâm tâm bị cáo không bao giờ có từ chiếm đoạt bà Lan cho rằng nhiều công ty trong vụ án không phải là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phát hành trái phiếu không liên quan đến SCB nên đề nghị không gọi tên vụ án là Vạn Thịnh Phát trương mỹ Lan phân trần Vạn Thịnh Phát không thích SCB vì SCB suốt ngày mượn tài sản cả tập đoàn Vạn Thịnh Phát ai cũng biết nhiều cái không phải của bị cáo nhưng bị cáo không quan tâm quan trọng chuyện khắc phục thôi Mới đây, Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Thành Trung, sinh năm 1997, chú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, đối tượng này đã lái xe máy giật túi sách của du khách Tây đang đi xe đạp trên đường. Vụ việc được camera an ninh trên đường ghi lại. Cụ thể, hai vợ chồng ông PN, du khách Anh, đang đạp xe trên đường Nguyễn Đình Triều, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, thì bất ngờ có một thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật túi sách của ông PN để trước giỏ xe. Ông PN đến công an phường trình báo và khai bên trong túi sách có tiền mặt, điện thoại di động, máy ảnh và giấy phép lái xe, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự công an Phan Thiết tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được đối tượng gây án là Võ Thành Trung và bắt giữ Trung khi đối tượng đang ở nhà tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. Qua làm việc, Trung khai nhận hành vi cướp giật của mình và đã mang điện thoại đi bán, những tài sản còn lại thì đem về nhà cất giấu. Công an thành phố Phan Thiết đã thu hồi tài sản tăng vật và trao trả lại toàn bộ tài sản cho nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý võ thành trung theo quy định pháp luật. Nối tiếp bản tin sẽ là những cập nhật về vụ lùm xùm chọn đội tuyển ở trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa. Theo đó, quy định cho phép nhà trường được cử 15 học sinh một toán dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh để chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Tuy nhiên, con số này bất ngờ được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đồng ý tăng lên 20 học sinh vào phút cuối sau khi đã có kết quả thi tuyển chọn. Sáng ngày 4 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Sơn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa cho hay, thông tin nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho trường tăng số lượng học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh để chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024 môn toán từ 15 học sinh lên 20 học sinh là chính xác. Thế nhưng, dư luận đặt câu hỏi Tại sao quy định trường chuyên Lam Sơn chỉ tiêu được 15 học sinh dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh? Năm nay đúng phút cuối được tăng lên 20. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng trường có đề xuất tăng từ trước nhưng phải chờ sở giáo dục đào tạo đồng ý. Ông Sơn thông tin, nếu xét trách nhiệm, theo tôi bên nào cũng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm vì cái chung. Cái chung đó là gì? Có thêm số lượng là cho thêm học sinh có cơ hội và chọn được học sinh tốt hơn. Điều khiến phụ huynh băn khoăn là trong số 34 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn thi môn toán để chọn đội tuyển nhà trường, có học sinh LVAD lớp 11 toán 2, đường thứ 22 với số điểm 12. Tuy nhiên sau đó, thí sinh này có đơn phúc khảo thì được tăng thêm 1,5 điểm thành 13,5 điểm, vươn lên đứng thứ 20, đồng nghĩa với việc được chọn vào đội tuyển. Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng khẳng định việc phúc khảo được thực hiện đúng quy định. Về việc tăng điểm sau phúc khảo, trách nhiệm của người chấm thi trước đó thế nào? Ông Sơn cho biết thang điểm là 40, việc tăng 1,5 điểm không lớn nên không xem xét trách nhiệm. Đồng tình với quan điểm tăng từ 15 lên 20 học sinh là bình thường, tạo điều kiện cơ hội cho học sinh, đặc biệt là trường chuyên Nam Sơn. Tuy nhiên, việc chấm phúc khảo lệnh 1,5 điểm đối với trường hợp thí sinh LVAD, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo thanh tra, phòng trung học phổ thông xuống kiểm tra lại các khẩu. Ông Thức nói, thực ra chấm lệnh nhau cũng là bình thường, nhưng lệch ở mức độ nào là cho phép, lệch ở mức độ nào phải xử lý. Vì đây không phải tính chất một kỳ thi, ở dưới trường chọn, quy trách nhiệm là rất khó. Ông Trần Văn Thức cho biết thêm, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn là ngôi trường có bề dày truyền thống, chất lượng giảng dạy với nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ kiểm tra sự việc và có thông tin đến báo chí sớm nhất. Liên quan vụ nhiều học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Minh, Hà Nội nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí ngoài cổng trường ngày 4 tháng 10, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã có thông tin chính thức về kết quả kiểm nghiệm. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giám sát, xác minh nguyên nhân xảy ra sự việc. Đoàn kiểm tra đã thu nhận 234 chai trà mật ong Boncha vị ô long đào, hai chai nước C2 hương ổi hồng chanh dây, trong đó đã sử dụng 98 chai, còn lại 136 chai chưa sử dụng, đồng thời lấy hai mẫu sản phẩm nước ngọt phát miễn phí này đưa đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia tiến hành kiểm nghiệm. Theo kết quả, cả hai mẫu sản phẩm được chuyển đến các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vật. Cosystridium, Pergrinsgen, Coliform, E. coli, Sosdomanas, Agrusgidosa đều cho kết quả đạt tiêu chuẩn theo QCVN6, 2 2.2010 BIT. Do đó, trẻ nhập viện không phải do ngộ độc sau khi uống nước ngọt. Theo đại diện phòng y tế huyện Thanh Oai, các triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mà trẻ gặp phải sau khi uống nước ngọt miễn phí có thể do trẻ uống lượng lớn nước ngọt nên dẫn đến tình trạng này. Bởi dưới góc độ y khoa, khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường hoặc carbon hydrate tuyến tụy hoạt động mạnh để tạo ra insulin, Giúp phân hủy đường điều chỉnh đường huyết, khi lượng đường trong máu giảm đột ngột làm hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi run rẩy, choáng váng, thay đổi tâm trạng và đau đầu. Trước đó, hàng chục học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội nhập viện với triệu chứng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi uống nước ngọt phát miễn phí ngoài cổng trường. Tại đây các em được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm. Sáng 1 tháng 10, 13 trẻ đều ổn định và được xuất viện. Chứ cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng khuyến cáo đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng phụ huynh học sinh về kiến thức việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thực phẩm không an toàn, cần đến ngay cơ sở y tế để khám. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và 25 năm Hà Nội được UNESCO cho danh hiệu Thành phố vì hòa bình, 16 tháng 7 năm 1999, 16 tháng 7 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa vì hòa bình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng văn hóa lịch sử của thủ đô. Chương trình là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử của Hà Nội, đồng thời quảng bá hình ảnh thủ đô yêu chuộng hòa bình đến toàn thể người dân và bạn bè quốc tế. Ngày hội văn hóa vì hòa bình là sự kiện trọng điểm trong chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc được chỉ đạo bởi Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị lịch sử của ngày giải phóng thủ đô, đồng thời nhìn lại 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình từ UNESCO, khẳng định những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử đồng thời xây dựng một thủ đô ngày càng văn minh hiện đại, hội nhập quốc tế. Chương trình sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ sáng ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại khu vực Hồ Hoàng Kiếm, mở đầu với nghi lễ dân hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng thủ đô. Tiếp theo là lễ chào cờ đặc biệt, tái hiện lại buổi lễ chào cờ đầu tiên tại Hà Nội, vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 sau khi thủ đô được giải phóng. Trong không khí trang trọng ấy, khoảng 10.000 đại biểu cùng tham dự và hát vang bài quốc ca tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là màn tái hiện sống động về hình ảnh đoàn quân tiến về Hà Nội trong thời khắc lịch sử ngày 10 tháng 10 năm 1954 khi quân đội Việt Nam tiếp quản thủ đô đánh dấu sự kết thúc ách đô hộ thực dân. Khoảnh khắc hào hùng này sẽ được tái hiện bằng những màn biểu diễn thực cảnh quy mô lớn, với sự tham gia của gần 1.000 chiến sĩ cùng 200 nghệ sĩ diễn viên múa. Những hình ảnh quen thuộc như cầu Long Biên, nơi đoàn quân tiến vào tiếp quản thủ đô hay cột cờ Hà Nội, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong lễ chào cờ đầu tiên vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 sẽ được tái hiện rõ nét trên sân khấu mang lại cảm xúc sâu lắng cho khán giả. Sân khấu chính của sự kiện sẽ được dàn dựng công phu tại khu vực Hồ Hoàng Kiếm, sử dụng ngôn ngữ thực cảnh để tái hiện lại các di tích lịch sử địa điểm nổi tiếng gắn liền với thủ đô như cửa ô Hà Nội, cổng Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long, cầu Long Biên và cột cờ Hà Nội. Qua đó, chương trình tạo ra một không gian văn hóa lịch sử độc đáo, giúp người dân và du khách sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Hà Nội trong suốt chiều dài 70 năm từ ngày giải phóng thủ đô. Ngày hội văn hóa vì hòa bình cũng là nơi quy tụ giao lưu lớn nhất giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân, đại diện cho 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô. Hơn 8.000 người, bao gồm 5.000 người dân và các đại diện, các lực lượng từ các quận, huyện, thị xã sẽ tham gia vào các màn diễu hành trình diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian bao gồm những di sản văn hóa phi vật thể được unesco và quốc gia công nhận cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của thủ đô những loại hình nghệ thuật như ca trù múa rối nước hát sẩm và các di sản tín ngưỡng như tín ngưỡng thờ tản viên sơn thánh hai bà trưng thánh giống đều được trình diễn tại chương trình mang lại cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về các giá trị văn hóa trường tồn của thủ đô hà nội Đặc biệt, phần trình diễn nghệ thuật sẽ giới thiệu văn hóa ẩm thực và sản phẩm làng nghề truyền thống của thủ đô như làng gốm Bắc Tràng, làng lụa Vạn Phúc, theo quốc động Mây Tre Đan Phú Vinh, các món ăn đặc trưng của Hà Nội như cốm vòng, giò chả ước lễ, bánh cuốn thanh trì, bún, phú đô. Những sản phẩm này không những phản ánh sự khéo léo sáng tạo của người Hà Nội mà còn thể hiện tính độc đáo và phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Ngày hội văn hóa vì hòa bình được chia làm 3 phần chính, phần 1, ký ức Hà Nội, tái hiện lại những thời khắc lịch sử của Hà Nội qua các tiết mục nghệ thuật, đặc biệt là sự kiện đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản thủ đô vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. Những ca khúc nổi tiếng như Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, và tiếng về Hà Nội của Văn Cao sẽ vang lên gợi nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt của nhân dân thủ đô trong những ngày tháng 10 lịch sử. Phần 2. Dòng chảy di sản Chương trình giới thiệu các di sản văn hóa của thủ đô bao gồm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cùng các loại hình nghệ thuật dân gian như múa sen tiền, múa bài bông, ải lao, múa rồng, giảo long, chèo tàu, tổng cối, sự kiện này còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nội như một thành phố sáng tạo và giàu di sản văn hóa, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước. Phần 3. Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo Các màn trình diễn nghệ thuật sẽ tiếp tục giới thiệu về hành trình phát triển của Hà Nội từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một thành phố vì hòa bình với sức sống mạnh mẽ hiện đại. Chương trình sẽ khép lại với phần biểu diễn hoành tráng – có sự tham gia của các đại diện quận, huyện, thị xã và các tầng lớp nhân dân thủ đô tạo nên một bức tranh sống động về một Hà Nội đa sắc màu văn hóa. Ngày hội văn hóa vì hòa bình là sự kiện văn hóa lớn của Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông, đặc biệt lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của thủ đô đến với cả nước và bạn bè quốc tế. Thông qua sự kiện này, Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế của thành phố lịch sử văn hóa, mà còn là trung tâm du lịch kinh tế chính trị quan trọng của cả nước việc tổ chức ngày hội văn hóa vì hòa bình cũng là một phần trong chiến lược phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với các sự kiện kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô hàng năm có phần thúc đẩy du lịch văn hóa và phát triển kinh tế bền vững cho thủ đô Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10, trong đó có Toán, Ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông thay thế thông tư hiện hành. Trong đó, dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10. Để hoàn thiện dự thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông đối với một số nội dung của quy chế bao gồm dự thảo về số môn thi, đề thi vào lớp 10. Theo đó, về phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển. Đối với phương thức xét tuyển, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh. Nếu lưu ban lâm nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó về thi tuyển, dự thảo quy định cụ thể, số lượng môn thi là 3 môn, gồm toán, ngữ văn và một môn thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Dự thảo còn quy định chi tiết về cách thức bốc thăm môn thi thứ ba với thành phần tổ chức bốc thăm gồm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo và các thành phần có liên quan khác do Sở Giáo dục và Đào tạo mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia. Môn thi được bốc thăm phải công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Đối với việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên, mỗi môn chuyên có thêm một môn thi chuyên. Dự thảo cũng quy định rõ về thời lượng dành cho các môn thi, môn ngữ văn 120 phút, môn toán 90 phút, môn thi còn lại không quá 90 phút, môn thi chuyên 150 phút. Dự thảo nêu: Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9. Mỗi môn thi chuyên được thi bằng một đề thi riêng theo chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Đề thi đảm bảo lựa chọn được những học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi theo phạm vi quản lý. Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn quyết định về việc ra đề thi với từng thành phần hội đồng ra đề thi. Đồng thời nhấn mạnh, công tác ra đề thi phải đảm bảo an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu ra đề, in sau đề thi, vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi. Đề thi đảm bảo chính xác, khoa học và tính sư phạm. Có đề thi chính thức và đề thi dự bị. Mỗi đề thi có đáp án kèm theo. Riêng đề thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi. Thành phần hội đồng chấm thi cũng được quy định cụ thể trong dự thảo, trong đó có nêu. Cán bộ chấm thi là giáo viên am hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Với bài thi tự luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải tổ chức cho cán bộ chấm thi nghiên cứu, thảo luận, vận dụng đáp án và hướng dẫn chấm. Tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài thi, tổ chức chấm hai vòng độc lập. Với bài thi trang nghiệm, phải tổ chức huấn luyện cho cán bộ chấm thi về sử dụng phần mềm chấm thi. Phần mềm chấm thi phải đảm bảo chính xác, khoa học, được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng chấm thi. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự kiến yêu cầu việc công bố điểm chuẩn được thực hiện đồng thời với công bố điểm thi thay vì các địa phương công bố điểm thi rồi một thời gian mới công bố điểm chuẩn như hiện nay. Những ngày gần đây, khi đến với không gian Bích Họa Phùng Hưng, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh Hà Nội giai đoạn năm 1947-1954 với nhiều thiết kế sắp đặt độc đáo cùng những hoạt động văn hóa hấp dẫn. Chương trình Ký ức Hà Nội 70 năm cùng hai không gian chính, phần 1 tái hiện các giai đoạn lịch sử đáng nhớ như Hà Nội mùa đông năm 1946, khi phố phường thân quen biến thành chiến lũy. Hà Nội mùa thu năm 1954 với cổng trào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, mô phỏng lại ngày cả Hà Nội tưng bừng nhộn nhịp cờ hoa đón mừng ngày hội lớn. Phần 2 là không gian trưng bày các hình ảnh, tư liệu quý về quận Hoàn Kiếm trong một thập kỷ đầy thử thách và vẻ vang. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945 tới ngày tiếp quản thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cung cấp. Trước hết, thể hiện sự tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, của cha ông đi trước, đặc biệt là tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, đem lại hòa bình ngày nay cho chúng ta. Đặc biệt, ở đây có những hình ảnh lần đầu tiên được công bố, chúng tôi cũng cảm nhận được hơn ký ức hào hùng của dân tộc trong cách đây 70 năm. Từ đó, khơi gợi niềm tự hào dân tộc của người dân thủ đô, qua đó đóng góp xây dựng thủ đô ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Mạnh Đức, Họa sĩ thiết kế không gian Bích Họa Phùng Hưng cho biết, ông dựng một không gian như phim trường để mọi người có thể sống trong không gian ấy, cảm nhận trực tiếp bối cảnh về Hà Nội cổ. Ở đây, ông đã dựng lên hai giai đoạn. Một là thời kỳ từ năm 1946 đến năm 1954, tức là thời kỳ chúng ta sống và bảo vệ thủ đô. Chúng tôi dựng một khu phố có chiến lũy, có cảnh quan khu phố cổ và xuất hiện những nhân vật sống trong cảnh chiến đấu và bảo vệ. Không gian thứ hai là không gian tiếp quản thủ đô. Chúng ta đã chiến thắng và trở về thành phố, người dân đổ ra đường đón như thế nào. Cùng với đó, chương trình còn tái hiện hoạt cảnh đoàn quân tiến về trong cờ đỏ sao vàng và sự hân hoan chào đón của người dân thủ đô. Đi qua những không gian sắp đặt tái hiện khung cảnh Hà Nội xưa như cửa hàng bán hương, cửa hàng làm dép cao su hay những ngôi nhà tường vàng với khung cửa gỗ, gợi lên nhiều ký ức cho những chứng nhân lịch sử. Các hoạt động trưng bày, triển lãm, trình chiếu phim tư liệu về Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024 tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Ngoài ra, các điểm di tích Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội Quản lý như Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Thông tin Di sản Phố Cổ Hà Nội 28 Hàng Buồm sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.